vì kỹ năng writing là với kỹ năng speaking là em cảm thấy mình cải thiện rất là nhiều. Thực sự khi mà nói mà bắt đầu IELTS thì em còn thấy là tự tin, nói chung là không thể ngồi nói như thế này được luôn. Nhưng mà sau cô cứ tập cho em nhìn cái cách của cô, xong rồi cách cô chia sẻ với em, tự nhiên em cảm thấy mình càng tự tin hơn và mình cứ phát triển được, cố gắng thì gọi là practice more của cô đó. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê, mình năm nay 21 tuổi, quê mình ở Quảng Trị và hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Mình cũng đã học ở Y English được 1 năm và hiện tại mình đang học lớp IELTS 2229. Em cũng đã học tiếng Anh từ năm lớp 6, nhưng thực sự mà nói học tiếng Anh chỉ để biết chữ chưa ở mức độ là chuyên sâu, tức là em có thể hiểu nhưng không thể giỏi như những người khác. Ví dụ như em chỉ có thể dùng những mẫu câu bình thường chứ chưa kiểu làm phong phú nó lên được. Đối với em thì có rất nhiều khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất khi học IELTS của em là em không biết học từ đâu và học như thế nào cho hiệu quả. Ví dụ như là một cái từ vựng như em không biết học như thế nào cho dễ nhớ. Bây giờ là sinh viên năm cuối nên em quyết tâm tìm một trung tâm nào đó để em học IELTS và thông qua mạng xã hội, có thể là Facebook. Em search ra những trung tâm IELTS uy tín thì nó hiện lên có Y English, và vô đọc comment của mọi người thì thấy mọi người review ở đây khá là ổn nên em quyết định thử ở đây. Thứ nhất là em muốn có được một kết quả IELTS tốt, và khi em vào fanpage của Y thì em thấy có rất nhiều là học viên đạt kết quả cao, và hơn nữa ở fanpage này còn có là kiến thức vui nhộn đó nữa, kiểu như vậy. Với lại em thích màu tím nữa nên em chọn Y. Thì như em cũng đã nói lúc trước thì vốn từ vựng của em rất là ít và em rất là khó để nhớ chúng, mặc dù đã cố gắng học đi nhiều lần nhưng không, chắc là không đúng phương pháp hay gì đó nên không hiệu quả và không thể nhớ được. Nhưng từ khi em làm quen với Y và được giới thiệu về phương pháp NLP là từ vựng học từ vựng 6 bước ấy, thì em cảm thấy cải thiện hơn rất nhiều. Ví dụ một từ thì em có thể biết được nhiều từ khác qua đồng nghĩa và trải nghiệm, và em có thể biết cách sử dụng cái từ đó. Hơn nữa, một lần đọc bài tiếng Anh ở thời sự hay là tạp chí đó thì em cũng có thể hiểu sơ sơ được nội dung của nó. Còn về phương pháp nghe từ đồng thì nó làm cho em hứng thú hơn với kỹ năng nghe, vì thực sự thì kỹ năng nghe của em gọi là rất là tệ và em không tìm được cảm hứng để mà học nghe. Nhưng mà khi nghe về phương pháp nghe từ đồng á thì em có thể có hứng thú hơn, thì cũng làm cho mình có động lực để học. Vì kỹ năng writing là với kỹ năng speaking là em cảm thấy mình cải thiện rất là nhiều. Thực sự khi mà nói mà bắt đầu IELTS thì em cảm thấy là tự tin, nói chung là không thể ngồi nói như thế này được luôn. Nhưng mà sau cô cứ tập cho em nhìn cái cách của cô, xong rồi cách cô chia sẻ với em, tự nhiên em cảm thấy mình càng tự tin hơn và mình cứ phát triển được, cố gắng thì gọi là practice more của cô đó. Hiện tại thì em chưa có dự định gì to lớn ạ. Chỉ mong tốt nghiệp ra trường với thành tích tốt và có thể kiếm được một công việc phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Em muốn đạt band 6.5. Cái band đó cũng không phải là quá khó nhưng cũng không phải là gì. Nhưng có được cái band đó thì em cũng có thể kiếm được một công việc trong tương lai, thì em cũng đang cố gắng, mong là sẽ được. Đầu tiên là em cảm thấy là giảm bớt áp lực đối với kỳ thi IELTS tốt nghiệp của em sắp tới. Bên cạnh đó, em cũng tự tin hơn với khả năng của mình để có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh như vậy. Và em cũng có động lực hơn để mà trau dồi kiến thức một cách gọi là tràn đầy năng lượng, có năng lượng tích cực để mà học tiếng Anh. Đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong Y. Tất cả giáo viên ở đây rất là tâm huyết, nhiệt tình, luôn nhẹ nhàng chia sẻ những khó khăn trong học tập cũng như là trong đời sống với học sinh. Thì đặc biệt là từ khi vào học đến bây giờ là hơn một năm thì em được học với cô Tracy trong suốt quá trình, nên thực sự mà nói cô Tracy là những người mà em rất là quý mến và hâm mộ nhất ở Y, vì do em được tiếp xúc với cô từ lâu. Còn nữa là về bộ phận chăm sóc học viên gọi là cực kỳ uy tín luôn á. Mắc vấn đề gì đó em hỏi bây giờ thì mấy chị cũng giải đáp cho em, mặc dù có nhiều câu là em hỏi lui hỏi tối hỏi vong hỏi về, nhưng mấy chị vẫn là giải đáp nhiệt tình.